nay cái clip này kiểu nói chuyện với thấy các bác comment lên cứ hỏi về tiếp tục tập 6 của Thuyền Nhân. Đúng ra cái này nó hơi cá nhân, mình không có nên nói, nhưng mà để cho mấy nhà làm sử liệu hay là mấy anh giỏi về chữ nghĩa về lịch sử Việt Nam rồi thì nói thì hay hơn, nhưng mà cái này kiệt nói thoáng trong đầu một chút để mà nó có liên quan đến cái chuyện mà cô kiệt làm, đó là chuyện đẹp đời đẹp đạo. Cho nên cái tựa đề của hôm nay á, tập cuối cùng, tập 6 của Thuyền Nhân, đó là lịch sử Thuyền Nhân Việt Nam là sứ mệnh của lập đời Thượng Quân Thánh Đức. Thì cho nên kiệt mới làm cái này bỏ chung vô mấy cái clip. Đó, cái tựa đề hôm nay là Thuyền Nhân, lịch sử Thuyền Nhân là sứ mệnh của cho lập cái đời thờ Hoàng Kim Thánh Đức. Mấy này cũng mới cho nên điện thoại cũng xài không có rành, mấy cái cắt hay nói phim gì không có. Cũng không có viết giấy, tất cả các clip của mình làm á là không có soạn, không có giấy nghĩ gì nói, cho nên nó không có có lúc vậy kia thì cứ thông cảm, thì nói theo cái tâm cái ý nghĩ thôi, kinh nghiệm chứ không có phải soạn để nói văn hoa văn chương vậy. Nếu mà quý vị gán hiểu chịu khó hiểu dùm, chứ soạn rồi nó không hay. Thà cứ ngồi nghĩ rồi nói, rồi cứ hay dở thì cứ thảy lên đài để mình học hỏi mà, chứ không có gì hết. Thì cái này cái cuối cùng của Thuyền Nhân thì có rất là nhiều mấy bác hỏi sao còn nữa. Thì cái tập thứ năm á, thì kể đến đến Mỹ rồi, ở thành phố San Jose. Thì vào cái giai đoạn khoảng mùa hè năm 81 ở đến định cư ở thành phố San Jose, ở cái khu Obanmonte á, nằm ở đường Story với McLaughlin á. Cái khu apartment lớn lắm, như có mấy ngàn cái chung cư của Lancôme, đó là loại loại chính phủ tài trợ rẻ tiền đó. Trong đó thì người Mỹ rất là nhiều thời đó, mà Mỹ thời đó nó kỳ thị mình lắm, nó ghét lắm. Thì người Việt mình mới qua bị tụi nó ăn hiếp. Rồi có những người đi làm bỏ báo buổi sáng á, hoặc là đi sớm đi ra đó, nó giết nó dùng rác nữa. Thời thời đó, đó không có máy camera, cũng không có DNA như thời nay, cho nên cái mạng người mong manh lắm, cảnh sát cũng tìm không ra. Thì mình bị nó giết dùng rác hoài. Mấy thời đó thì nhớ cái Grand Century Mall thời xưa nó là cái Fight Club, còn cái Vietnamese Town là một đất trống không có gì hết, Walmart cũng không có đó nữa. Rồi cái chợ mà ngang Century Mall ngày xưa nó là cái chợ Fry, nó y như cái chữ Fry bán đồ electronic nhưng mà bán đồ ăn. Thì nhớ hồi xưa mỗi đi học về thì chạy ra đó đứng đứng chừng nửa tiếng 1 tiếng đó, để kiếm chừng 50 cent đồng. Mấy mấy ai mấy bác là mà người Mỹ hồi xưa Mỹ trắng ở vùng San Jose đông lắm, nó không phải như bây giờ đâu, biến đâu mất tiêu hết rồi. Thì mấy bác Mỹ trắng nó cũng từ bi lắm, thương người lắm, thương nít đó. Cái thấy mình chạy tới mình lăn xăng mình nói là tao giúp mày đẩy xe từ ở cửa ở chợ, nó đi chợ xong trả tiền xong cái mình đẩy chiếc xe giống như xe giờ vậy đó, cái chạy ra rồi cái phụ nó bỏ vô trong cái cốp nó, thì cái nó có tiền lẻ nhiều cho vậy đó. Đó cũng có cái ngày đó nữa, mỗi mỗi chiều đi học về làm làm để nuôi gia đình, nuôi em, mười mấy người, nuôi mẹ nuôi cha. Hồi rồi sáng thì đi bỏ báo, thời đó đi bỏ báo cái tụi Mercury News thời đó đó, nó không, mình nói mình bỏ cho nó nhưng nó bán tờ báo cho mình 7 đồng 75 xu,
Rồi mình bỏ được lên khoảng mười mấy đồng á, mà bỏ báo cũng bị giật nữa. Có những bỏ những cái nhà đó, cái gặp Mỹ Đen với Mễ á, nó không trả tiền, nó còn quýnh mình nữa. Thì mình lỗ. Cái hãng Mercury News, cái hãng báo nó đâu có ấy đâu. Thằng nó điếm từ bờ báo nó bán cho mình, rồi mình đi bỏ lại mỗi cái nhà nhà vậy đó. Rồi có những nhà đòi tiền không được, bị mất tiền hoài á, bị nó giật hoài à. Rồi nhiều nhà người ta dọn đi á, ta cũng không trả tiền cho mình nữa. Nó nói sơ bỏ báo. Hồi xưa bỏ báo nó có cái bịch ở trước giống như cái túi xách vậy mà có chồng vô cổ hay sao, đầy bịch báo hôm trước, bịch báo chạy xe đạp. Rồi cuối tuần á, thì những cái chủ báo á, chủ mà nhà người Mỹ á, thấy mình bỏ báo mà không có giục như kiểu người ta giục rầm vô cái cửa, không thì không có giục như vậy. Giục đầu xe lại rồi để nhẹ nhàng ngay cái chỗ mà cái miếng lau chân của nó đó, để cho nó không có ồn của nó. Cho nên nhờ vậy nó thương lắm. Cuối tuần cái nó kêu tới nhà nó dọn cỏ, dọn chuồng chó rồi á, cái nó cho ăn cơm trưa chủ nhật thứ bảy á, rồi xong cái cho 10 đồng 20 với 5 đồng vậy đó. Rồi dọn 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 bát do nó thêm nghề nữa đủ hết. Chung là 40 mấy năm chưa từng bị thất nghiệp, cực khổ. Làm có chủ hãng rồi làm ngày 16 tiếng, hồi xưa làm ngày cũng chưa bao giờ nghỉ ngơi. Bây giờ cũng hơi đỡ rồi đó, mà cũng còn bận. Cái chuyện mà rảnh ngồi nói mấy cái này, nói về đạo nhiều được. Còn giờ cái hãng cũng còn mấy trăm người, cũng bận. Muốn nói trong ngay cái thời điểm này để cho mọi người có cái sự hiểu một chút là Phật Thánh Tiên hiện giờ xuống trần, việc làm vui đời vui đạo, cho mọi người có lòng tin để vượt qua cái những ngày gọi là đó. Quý vị thấy thành phố San Jose bây giờ chưa bao giờ tiểu cả tiểu bang đều đều phải đóng cửa hết, không có được ra ngoài. Hãng xưởng gì cũng bị giấy hết. Ở nhà hết, không có ai đi đâu hết. Ở Cali á, bữa nay như có 1.000 mấy, để clip kỳ sau kia nói về vấn đề cái con Vũ Hán này. Thì thành phố San Jose ngày xưa nó vậy đó, nó cũng còn nghèo thô sơ giống như cái mặt Catherine đó. Đó là trồng bông. Rồi cái Raymond cũng không có Ray, phải Raymond cũng trồng bông. Rồi Freeway 880 á, nó chỉ có hai lane à, chạy lên chạy xuống à, mà không có kẹt xe gì á, lưa thưa lắm. Rồi nhà cửa thời xưa khoảng 35 ngàn tới 50 ngàn cái nhà, bây giờ có 1 triệu mấy á. Những người Việt thời xưa qua đây á, người nào hên lắm mà có chiếc xe hơi ở nhà, mà xe cũ che mấy trăm ngàn đó. Chứ đâu phải như mới qua thời nay là mua xe mới không đâu. Thì đó Việt Nam ít, chợ búa cũng ít, thì loa cái gì cũng không biết tiếng Mỹ, cũng không tự ấy thôi. Riêng phần mình á, thì ăn qua phe thì chính phủ cho một tháng hình như được 200, mà cũng không có biết thấy tiền đó. Thì chỉ có mấy cái coupon mà đi học đó, đi ăn thì ăn miễn phí người ta cho. Mà đó nó có cái nạn mấy bạn mình đó, tụi mà hồi đó mình qua năm 81, có một số người Việt qua 75, thì còn mình không dám nói cái số 75 kỳ thị cái dân 78 80, chứ vô trường anh thì mấy người đó thì có tiền mua, còn mấy người nghèo mới qua thì chính phủ cho mấy cái ngân phiếu rồi đi. Cho nên vô tụi nó không chơi chung nữa à, mà tụi nó nói tiếng Mỹ dù dù à, hay lắm. Còn này mới qua ấp úng học ESL thì nó có cái sự dị biệt giữa người mình với người mình, giữa người Mễ với người mình thì quá trời á, nó giết dục rác luôn á. Mỹ Đen nữa.
những giai đoạn đầu của người Việt ở vùng San Jose sống rất là cực. Đâu có ai mà nhìn biết Messi là gì đâu, biết Goodwill thôi. Goodwill hiện giờ cũng còn á, nằm ngay đường Story với ngang đó đó, là xưa tiệm này đó, muốn mua quần áo gì ra đó không. Cái tựa đề này á, là lịch sử thuyền nhân là sứ mệnh của thời đại vàng kim trong tương lai. Thì cái có mấy câu thơ nói về cái này nè, nhưng mà thoáng bây giờ mình không có nhớ được. Rồi bữa nào mà được phép nói hết á, sẽ đọc hết những cái thơ, có rất là nhiều thơ, cũng khoảng cả 100-200 bài thơ á, của mấy vị ghi xuống nói tả hết lý do tại sao là người vượt biên mấy triệu người chết cũng quá trời nhiều, mà chết phần nửa đó rồi gãy đi đi định cư rải khắp tất cả năm châu. Bây giờ người Việt Nam nước nào cũng có hết, và muốn kiếm thông dịch nước nào tiếng gì trên thế giới cũng có hết. Cũng giống như mình không dám như so sánh nha, mình chỉ nói để cho cái khái niệm thôi. Cũng giống như người Do Thái khi mà mất nước á, họ họ cũng rải rác khắp qua Mỹ, qua Liên Xô, qua Âu Châu, qua nước nào cũng có người Do Thái, qua Đức, cho nên bị Hitler giết vậy đó. Thì sau này họ trở về họ lập quốc. Thì cũng giống như ngày xưa Napoleon vậy á, trước khi cũng mất cũng bị lưu đày cùng lắm, cũng như Hán Lưu Bang á, bị mất nước rồi trốn rồi cái sau này cũng người Việt Nam cũng vậy. Thì ở trên mới nói á, là sau khi Á Châu á, ổn định lại, nghĩa là sau này ổn định lại, Việt Nam bắt đầu trở thành cường quốc và bắt đầu mạnh, thì tất cả những người Việt năm châu bốn bể đều phải quay về hết. Tự nhiên nó có cái gì đó, những cái nơi khác có chuyện thì mình về. Trong đó có mấy cái bài thơ rất là hay, cái gì cọp beo đi kéo về gì đó, đông lắm. Về hết thì cái mình phải hiểu như vậy, nếu không có lịch sử thuyền nhân thì làm gì có Việt Nam ở bên như Đức hay là những cái bên tiệp khác hay những nước bên kia. Rồi từ đó Mỹ, Canada, Úc, rồi từ đó những cái người Việt Nam thuyền nhân á, đầu tiên á, thì mới có những cái HO, tại dòng họ bảo lãnh qua thì đi theo. Rồi tới thời nay du học sinh rồi rồi diện làm ăn gì đó đủ hết, thì đó là từ đó nó kéo như vậy. Thì thành ra cái khối người Việt ở hải ngoại rất là đông, là nhờ là vậy, ở trên cho cái sứ mệnh của thuyền nhân đã làm như vậy. Để làm chi? Mục đích chính chỗ này nè, để gieo duyên khắp thế giới. Sau này Việt Nam á, mình nói cái này nó hơi ngoài cái sự tưởng tượng của khoa học với của thực tế nha. Tại giờ bển đang đói rách, qua cái dịch Vũ Hán này không biết chết đói nhiều nữa. Bây giờ bển Trung Quốc nó lấy hết gạo của mình về nước nó rồi đó, sắp sửa nạn đói. Mấy đứa mà đi làm ở mấy công xưởng Bình Dương đó là đói á, không có tiền, tiền đâu trả nhà trọ, gửi về ngoài Bắc rồi gửi về Nam đói. Mà bây giờ mình nói sau này tất cả khi mà trở vào cái thời đại hoàng kim á, Việt Nam á, sẽ thống lãnh thế giới. Mới thống lãnh về gì thì nhờ cái khối người Việt rải rác khắp năm châu. Nhưng mà phải có một số người phải hy sinh đi lót đường trước, thì những cái số mà sau này giống như HO nè, du lịch rồi đi xin định cư theo diện có tiền rồi đó, kết hôn rồi đó, là những cái đó cũng đều đều là đi theo cái gót chân của người những người đầu tiên mà đi tị nạn. Cho nên á, tất cả những cái người đi sau á,
phải giống như trân trọng người thuyền nhân chút. Ừ. Thì giống như một người bảo lãnh qua một người phải có sự quen biết mới dám về vùng đó ở, thì cũng như là có ấy rồi. Rồi thấy mấy du học sinh bây giờ họ không có hiểu cái chiếc thuyền của việc để dưới dưới chỗ mà cái núi, họ không có hiểu. Thì mới làm cái clip này, đồng thời cái ý nghĩa của ở trên sắp xếp cho thuyền nhân là một trong những sứ mệnh đó, cho nói mà để mà rao truyền người Việt quen biết tất cả những năm châu. Thì mình giả sử thằng giống như một cái quốc gia nào ở châu đi, quốc gia giống như người Indo đi, ở bên Âu Châu hay những nước khác đâu có người đâu, ta đâu có biết người Indo, người ta chỉ nghe tên thôi đúng không, nhưng mà ta không có tiếp xúc, cũng không có tiếng nói đó. Thì giống người người Phi đi, nó qua Mỹ là gì, hồi xưa Mỹ có cái căn cứ không căn cứ quân sự bển đó, thì lấy lính Mỹ giờ qua Mỹ mới, những nước khác cũng đâu có Phi đó. Thì mình nói để cho một các quý vị có cái khái niệm để hiểu cái sứ mệnh của thuyền nhân Việt Nam là gì. Thì nhân ngược lại người Việt Nam ấy nha, khắp hết nước nào cũng có hết, chỗ nào cũng nhân tài hết, là để giao duyên, để làm quen, để khi mà lập lại cái đời thượng nguồn thời vàng kim á, mà nước Việt á thì cũng đang hiếu kỳ muốn hỏi mấy vị coi làm sao mà mình từ cái đói rách như vậy, làm sao mà mình bị Trung Quốc nó dí súng kiểu này mà mình trở thành vậy. Mấy vị nói á, là thiên cơ mà. Cũng giống như ông Trump vậy, đột xuất cái rầm cái ông quay 180 độ thế giới này. Cách đây 2 tháng trước khi mình ăn Tết Việt Nam năm 2020 này, vừa ăn Tết xong ở trên kêu con phải đóng cửa, mình cũng không biết lý do. Về đâu cái nạn corona cái là hôm nay đó, toàn tiểu bang Cali đóng. Thì có những chuyện nó bất ngờ, mấy vị thường dùng cái chữ bất ngờ không à, nhưng mà không có cho việc biết cái gì là bất ngờ, chỉ kêu tới đâu tới đó, cũng giống như coi con bước ba bước, con bước ba bước năm năm thôi, chứ không có nói nhiều. Phải nói nhiều thì sẽ cho quý vị biết nhiều, nhưng mà quý vị cũng không thích nó cho việc biết, nó biết kiệt thương người á, hay nói trước, mỗi lần nói trước á cơ vận bị trễ lại, thay đổi. Lỗi thì cũng nhiều, mấy năm trước nó lộ cơ á, thành ra quỷ dương á, nó cũng theo nó phá, rồi nó có cách nó xoay chuyển á. Nè. Nhưng mà cái lòng từ bi thương người kêu người ta mua gạo rồi khấn cho bom nguyên tử đừng có nổ, mấy clip cũ á, mấy cái đó là lộ cơ hết á, chứ ai đâu mà đặt bàn khấn tới trời xin đừng có bom nguyên tử mà lúc đó mùa hè năm 2019 đâu có ai ấy đâu đó, thì có cái clip hết á. Rồi với năm 2018 á, kêu bà con đi mua gạo để chuẩn bị bây giờ nè, mấy đó đều lộ cơ á. Nhưng mà ở trên cũng biết mình làm gì, việc làm gì á, miễn sao có lợi cho muôn trùng người thì việc làm, bất lợi cho cá nhân cũng không sao. Thì cũng là không đến nổi đó, là vậy đó, chứ không phải việc thích lên đây mà lộ rồi nói này kia. Những người không có hiểu thì nghe có một cái clip không coi hết, thì cái comment người nói này nói kia, thật sự cái này không phải mình ấy. Lúc này là để cho mọi người thức tỉnh, để mà gán tu tập, để mà có cái niềm tin, để mà vượt qua cái khủng hoảng này. Nó còn chiến tranh nè, rồi nó còn nạn đói nè, nó còn nhiều lắm á, chứ không phải mấy con bệnh này không đâu. Nội mấy con bệnh này thôi là mình là thấy Mỹ trong chợ nó giành nhau cái gói gói giấy thôi mà mấy rồi, người cái tinh thần họ yếu như vậy đó, huống hồ mà chỉ cần một cái trái bom nào thôi nó cúp cái wifi, tức là không ai gặp ai hết đúng không, cũng giống như Trung Quốc bây giờ nó cúp hết tối hết, cũng không có liên lạc ngoại, trong đó chết mấy chục triệu người mình đâu có biết nó muốn làm gì, nó làm mình đâu có biết được đó. Mà nếu nước Mỹ, nước Trung Quốc nó khác nha,
Tại những cái mà người Mỹ làm không được, người bên nước Trung Cộng nó làm được. Giờ Mỹ mà giả sử mà không có điện thử, chuyện gì xảy ra thì quý vị cứ tưởng tượng đi. Mỹ nhà nào cũng có súng, người Trung Quốc nó không có súng, giỏi lắm lấy cây lấy gậy lấy cuốc rồi vậy thôi, còn đây là súng không á, nhà nào nhà nấy cái chục cây súng á, loạn á. Chưa tính mới có nhiều hai ba tuần thôi mà cả nước Mỹ bị mất mấy chục triệu lần á. Việt Nam mình thì họ chỉ lo chết đói, chứ Việt Nam không có cái gì gọi là thu nhập lớn, cho nên giặc Vũ Hán này cũng là tổn thất á. Tổn thất là gì, đã đói rồi còn đói thêm. Còn Mỹ này nó đang thu vô ào ào tiền, tự nhiên bữa nay nó mất, đó là ý mà nói tổn thất vậy đó. Còn bản là chỉ lo bây giờ là rách rồi, bây giờ còn te tưa nữa mà Việt Nam vậy đó. Cái đề tài là thuyền nhân là có sứ mệnh, thì cho nên kiểu mới có cái clip làm thuyền nhân. Chứ còn nếu mà ngồi kể chi tiết này anh, phải có người ngồi nói rồi phải viết ra, chứ này thoáng tới đâu mình nói tới đó, để cho nó có cốt truyện gì đó, để cho những người không hiểu thuyền nhân phải hiểu, và những người chưa từng hiểu thuyền nhân là sứ mệnh của Thượng Đế, đó là thật sự trên nói để giao duyên, để biết tiếng của người ta, để người ta có sự thông cảm với Việt Nam, để sau này Việt Nam là thành cường quốc thì mọi cái gì á, người ta cũng biết mình. Còn những quốc đó là một cái sứ mệnh, cho nên một số người mà bị chết chìm hay là bị hải tặc vậy đó, họ cũng có sứ mệnh, chắc lẽ hôm nay họ cũng tái sanh rồi. Bỉ cực mới tới thời Thái Lai thì người Việt đã quá sức cùng cực rồi. Kiếp này được đầu thai mà người Việt Nam cũng quá luôn, cái gì cũng trải qua hết, không có gì thiếu. Nói nhiều nó không nổi đâu, nhiều cái khổ lắm. Ở đó đi học đại học còn phải ngủ ở ngoài One Mile Square ở dưới, ngủ ngoài xe là chuyện thường. Đâu có tắm đâu, cứ vô trong 24 Fitness rồi tập thể dục rồi tắm trong đó, rồi tối ra xe ngủ, dậy sống vậy lang thang. Nếu mà sau hôm nay mọi chuyện Việt Nam ổn định lại thì sẽ đọc hết mấy cái bài thơ của mấy vị cho. Nó có mấy cái bài thơ này nè, hay lắm á, nhiều lắm. Rồi người Việt phải trở về á. Chắc lúc đó ở bên Mỹ này đại đại hồng thủy hay đại động đất mình cũng không biết. Đó cũng còn kín chưa có lộ. Bây giờ mình chỉ biết trước mắt là cái nạn con dịch Vũ Hán này nè. Cái nạn này bây giờ ai cũng khiếp hết. Nội mà quán nail hay tiệm hớt tóc hay là mấy cái cửa hàng nhỏ nhỏ người ta đâu có thu nhập được, nhưng mà đối với tiền rental, tiền tiền phải trả tiền nhà thì phải trả thôi, không trả đâu có được. Rồi những người đi làm ba cọc ba đồng làm sao sống, construction đâu ai bây giờ cũng phải ở nhà luôn, tại ta đâu muốn đụng chạm thì cũng ai cũng ở trong cái thế gọi là tử thủ hết đó, khổ. Không biết bữa nay cái vùng này nó lên bao nhiêu người nữa, chứ ngày hôm qua là thêm 61 người nha. 61 người bị nhiễm. Tự vì những ngày đầu á, Trump cũng nói rồi, ông nói đừng cho người Tàu vô Mỹ, cái người ta cự ổng, nó nói kỳ thị hả. Bây giờ lây tùm lum, một người đi ra chợ lây một chục người, rồi một chục người đó lây trăm, nó cứ nhân nhân lên đó.
Tại cái con này á, là thuộc dạng nó có mắt đó nghe, có thiệt. Nó cứ bay, nó lừa mấy người nào lực yếu, hung dữ á, nó bay vô, nó nó sẽ đi khoảng cái clip mà bữa phố Bô Sa phỏng vấn kia là tháng 7 á, mình sẽ có cách. Nhưng mà tuyệt luôn á, thì Kiệt đã hỏi lại không biết ngày nào dứt hết. Nhưng mà nó cái con Vũ Hán à, nó có hẹn 10 năm sau nó quay lại nữa đó. Trên nói vậy. Ừ. Nhưng mà chắc 10 năm sau mình có thuốc rồi. Mình giả sử như Trung Quốc nó là người chế ra cái này. Rồi cái nếu mà nó hợp tác quốc tế mình có thể giải được cái nạn này sớm, nhưng mà khổ con cái nó không có đóng cửa, rồi nó cho bao nhiêu, có thể là nó cho nguyên một cái thành phố đi luôn á. Đối với nó là con số thôi, 1 tỷ 4 chết 1-2 triệu người nhằm nhò vậy đó. Mà nó không có hợp tác, không có nói gì hết, là mình càng phải lâu hơn. Thì bây giờ bắt đầu có mấy công ty nè, bắt đầu thưa nó ra Liên Hiệp Quốc, thưa qua luật quốc tế. Tại vì nên nhớ rằng mỗi một người nào làm một cái hành động gì, luật luật trời á, là có nhân quả, là có thiệt. Mà trả kiếp này không trả, trả kiếp sau á, nó gọi là nghiệp tiền kiếp á. Còn đối với đời sống mình á, là cái sự tổn thất bồi thường về tinh thần. Cũng giống như một người mà lên mạng đi, đâu có khơi khơi mà đi kiếm một người nào mà đi nói xấu người ta bị mất uy tín hay người ta bị tổn thất về tinh thần đó, là bị thưa chết luôn á nha. Nên không phải muốn ai làm gì làm đâu, chỉ có giống như cái đám đám mà là bình dư luận viên á, lĩnh lương của tình báo của anh Nam rồi lên trên mạng, không cần biết chủ đề gì, hễ mà nói bất lợi với Trung Cộng á, là nó chửi chửi đủ thứ. Cái đó là người ta không có đáng thôi. Sau này á, nó theo cái IP của cái nickname á, người ta tìm ra hết á, mà gặp làm phiền lắm á. Rồi thí dụ cái người đó không có gì bồi thường thì nó tìm đến cái tổ chức đó, tìm lên tới cái người thủ lãnh của cái tổ chức đó, chứ không phải là trên mạng muốn nói gì á. Đối với người Mỹ đâu có dám làm kiểu đó, chỉ có người Việt mình thôi mới ăn hiếp người Việt mình, lãnh lương ở Trung Quốc ăn hiếp, chứ người Mỹ nó đâu có dám lên nó chửi hay nói tầm bậy tầm bạ đâu, quý vị có thấy vậy không? Cho nên chẳng qua là người của mình á, là xí xó thôi, đừng làm nha. Gặp đó, gửi Hoàng Kiều á, nói ổng câu đi thưa liền á, không phải như vậy. Còn mình mới nói sơ sơ Vũ Hán một chút thôi, là mấy bình luận viên lên là chửi kìa quá trời luôn. Lúc chửi buồn cho nên bữa giờ cũng không hứng để nói nữa, mình nói để cho đẹp đời đẹp đạo, đem niềm vui niềm tin thôi, chứ mình hoàn toàn không có ý gì hết. Mình nói lời thật, sự thật kinh nghiệm qua. Mình nói nước Việt sẽ có một cái tương lai rất là tốt đẹp, có Phật Thánh Tiên đang ở đó, rồi Phật Di Lặc sẽ xuất hiện ở đó để cho mọi người có lòng tin. Chứ mình không có làm gì lật đổ chính quyền hay là gì hết, mình không có làm vậy. Mà trên cũng không có cho đụng tới chính trị nữa. Bữa bị la mấy cái vụ hiếu kỳ thôi, giống như Hồ Chí Minh ở đâu, hiếu kỳ vui thôi, cái nó giống vui chứ đâu phải là ấy gì đâu. Nếu mà người nào coi cái đó kỹ đi, nó là thiệt vui thôi. Ví dụ mình coi bữa giờ Bác Trọng núp ở đâu thì người đời không có biết, thì ở trên mấy vị biết hết rõ. Mình hỏi thì mình nói vậy, nhờ nói vậy cái ông lúng đầu á, không nói mấy cậu á, chắc bữa nó muốn theo dõi cái gì mình không biết nha. Thật sự nó không có khó với mấy vị siêu hình, chỉ có người đời mình không biết. Ví dụ như ông Quang mình biết coi, hồi ông làm chủ tịch nước á, thấy ông gần chết, ông cũng kêu lực bầu cử là cũng là một người có thiện tâm, chắc có lẽ nhờ vậy cho nên ông mới có phước ở lại cái miếu của ông Mai Hắc Đế. Chứ không bị đỏ làm sao, làm lính làm quan phải tạo nghiệp nhiều. Người nào bản thân nhân á, mà biết mà nghe được lời nói á, lập chổng cái tượng ngay chỗ đó,
để ông để làm chi, cái tượng nó cũng giống như mở đường cho ổng để đi độ chúng sanh. Có nghĩa là một người nào tới khấn ổng, rồi cái tâm ổng chuyển theo Phật á, cái ổng giúp cho người đó có may mắn thì ổng có một chút phước, à cái người kia có phước. Nghĩa là nên lập cái tượng của ông Quan ngay đó đó. Cho nên lập cái tượng á quan trọng lắm á. Nhưng mà ngược lại có những cái tượng, những cái tượng á mà để mà làm lợi cho cá nhân của mình, không dám nói tượng gì nha, nói cái gì tự hiểu. À, làm lợi cho những cá nhân của hai nhóm á, có người đó tội còn nặng nữa. À, nghĩa là nó không có cái lo cho người khác mà lo cho cá nhân á, nghĩa là cứ dùng cái tượng để mà làm lợi cá nhân, cái đó tội chết. Thôi thì mình trở lại cái đề tài đây, tập cuối cùng của thiền nhân. À, lịch sử thiền nhân là có sứ mệnh của đời để lập lại đời. Trên nói cần như vậy để mà gieo duyên ngộ á, mình nhìn thấy ở trên trời mấy cha mấy vị rồi hoàng tính rất là tinh vi, bởi vì tính một cái thôi là chính xác. Nếu mà ngày xưa năm 75 mà trên mà không tính thì trên thế giới bây giờ đâu có nhiều người Việt Nam, đủ hết, nước nào cũng có hết, giờ qua tới Phi Châu còn có nữa, Nam Mỹ gì cũng có hết. Đó. Thì mình có vậy để mình gieo duyên để cho họ biết người Việt, người có khả năng có tài, chứ tự nhiên cái mai mốt nước Việt đứng lên lãnh đạo thế giới cái người ta cũng không biết người này ở đâu, người ta đâu có chấp nhận. Còn dầu sao á, người Việt mình người giỏi mà, đi đâu người ta cũng biết cái khả năng. Đó, thì với lại mình phải có một cái kỹ thuật cao siêu kỹ thuật thời nay, siêu âm thanh họa tiễn hay là B2 B1 hay là tàu ngầm hạt nhân, mấy cái đó không phải là siêu nữa. Nó phải là một cái technology gì, một cái kỹ thuật rất là cao siêu, thì cũng đang hiếu kỳ muốn hỏi trên á. Có thể là UFO á, nó sẽ dạy cho Việt Nam một cái gì á là xong, chỉ cần dạy một cái loại gì thôi là mình đi từ đó, cũng giống như hồi xưa có ai biết thằng Elon là gì, SpaceX là gì, bây giờ nó làm gì được thì giờ nó lên quá trời tỷ. Cho nên đừng có nghĩ ở trên nói cái gì cũng sẽ bất ngờ hết, đừng có bao giờ mà coi coi kinh điển hay sấm cơ là tầm thường. Thời buổi này nên coi lại cái gì cũng là bất ngờ, nó sẽ có đó, không có khó. Ở trên cho một quốc gia nào hùng cường giàu mạnh đó, chỉ có cho một người có tài hiểu được cách chế tạo ra cái đó thôi. Thì cái đó là ở Mỹ này mình người Việt không, tất cả công ty điện tử đây người Việt chế không, chỉ có Việt Nam mình đó, ở bển không sử dụng người bên này thôi. Thôi thì cái clip nhỏ nhỏ kể lại sơ sơ đời sống ở vùng San Jose thời xưa một chút, đó là tới nhị để cho mấy cái nhà làm lịch sử hay mấy nhà văn nhà báo người ta rành mấy cái này, kiểu là người thường chỉ là kể lên kinh nghiệm của mình với nói lên cái gì mà người thường không biết thì đó là nhiệm vụ kịp. Còn cái gì mà người thường biết rồi thì gửi sơ sơ thôi. Thì cái clip này cũng hy vọng mọi người phải hiểu là cái sự vụ thuyền nhân mà đi khắp năm châu hải ngoại là do ơn trên sắp xếp để mà cho cộng đồng thế giới được recognize. Recognize là giống như ok tôi biết anh vậy vậy thì tôi sẽ chơi anh, tôi tin anh, tôi nghe lời anh gì đó. Thế còn giờ tự nhiên đột xuất cái rầm ở bên chỗ nào thì lên cái ta đâu có đấy, thì cho nên mới có cái sự vụ này. Mà sau này mình nói thôi chứ không có dám chỉ dạy mấy mấy đại huynh mĩnh bển. Đúng ra phải phát huy về cái tinh thần thiền nhân này nè thì thế giới mới đoàn kết, người Việt đoàn kết rồi mới quay về mới giúp nước được. Còn dìm cái lịch sử này khó lắm, hải ngoại phải đoàn kết thì mới đưa nước Việt lên được.
hải ngoại không đoàn kết, nước Việt cũng chậm lên đó. Mà muốn đoàn kết thì phải dùng cái thuyền nhân đoàn kết. Thôi A Di Đà Phật, nói sơ sơ bữa nay. Rồi xin kính chào với các bác, các quý vị, hẹn clip sau.